buổi học cuối cùng. Anfangsstunde. Tôi nghe thầy Hamen bảo tôi, Frank, thầy sẽ không mắng con đâu. Con bị trừng phạt thế là đủ rồi. Con thấy đó, ngày nào người ta cũng tự nhủ, chà, còn khối thì giờ, ngày mai ta sẽ học. Và rồi con thấy điều gì xảy đến. Ôi, tai họa lớn của xứ An Giát chúng ta là bao giờ cũng hoãn việc học đến ngày mai. Giờ đây, những kẻ kia có quyền bảo chúng ta rằng, thế nào, các người tự nhận là dân Pháp, vậy mà các người chẳng biết đọc, biết viết tiếng của các người. Dù thế nào, thì Frank tội nghiệp của thầy ạ, con vẫn chưa phải là người đáng tội nhất, mà tất cả chúng ta, ai cũng có phần đáng tự chê trách. Cha mẹ các con không thiết tha lắm với việc thấy các con có học thức. Cha mẹ thích các con làm việc đồng áng hoặc vào làm nhà máy sợi để kiếm thêm dăm ba xu. Cả thầy cũng không có gì để trách mình ư. Thầy đã chẳng sai các con tới vườn thay vì học hành đó sao? Và khi thầy muốn đi câu cá hương, thầy có ngại ngùng cho các con nghỉ học đâu. Thế rồi, từ điều này sang điều khác, thầy Hamen nói với chúng tôi tiếng Pháp, bảo rằng đó là ngôn ngữ hay nhất thế giới, trong sáng nhất, vững vàng nhất. Phải giữ nó trong chúng ta và đừng bao giờ quên lãng nó. Bởi vì mỗi dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình, thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa trốn lao tù. Rồi thầy cầm một quyển ngữ pháp và đọc bài học cho chúng tôi. Tôi kinh ngạc, thấy sao mình hiểu đến thế. Tất cả những điều thầy nói, tôi thấy thật dễ dàng. Tôi cũng cho là chưa bao giờ mình chăm chú nghe đến thế. Và cả thầy giáo nữa, chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng bài đến thế. Cứ như thể trước khi ra đi, con người tội nghiệp muốn truyền thụ toàn bộ tri thức của mình, muốn đưa ngay một lúc tri thức ấy vào đầu óc của chúng tôi. Xong bài giảng, chuyển sang viết tập, thầy Hamen đã chuẩn bị cho ngày hôm đó những tờ mẫu mới tinh, trên còn viết bằng chữ rông rất đẹp. Pháp, Azad, Pháp, Azad. Những tờ mẫu treo trước bàn học trông như những lá cờ nhỏ bay phấp phới khắp xung quanh lớp. Ai nấy đều chăm chú hết sức và cứ im phăng phắc. Chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy, có lúc những con bọ dừa bay vào, nhưng chẳng ai để ý. Ngay cả những trò nhỏ nhất cũng vậy, chúng đang cặm cụi, vạch những nét sổ với một tấm lòng, một ý thức. Như thể cái đó cũng là tiếng Pháp. Trên mái nhà trường, chim bồ câu gật gù khẽ, và tôi vừa nghe vừa tự nhủ, liệu người ta có bắt cả chúng nó cũng phải hót bằng tiếng Đức không nhỉ? Chốc chốc ngước mắt khỏi trang giấy, tôi thấy thầy Hamen đứng lặng im trên bục và đăm đăm nhìn những đồ vật quanh mình như muốn mang theo trong ánh mắt toàn bộ ngôi trường nhỏ bé của thầy. Bạn nghĩ mà xem, từ 40 năm nay, thầy vẫn ngồi ở chỗ ấy với khoảnh sân trước mặt và lớp học y nguyên không thay đổi. Có chăng những chiếc ghế dài, những bàn học dùng nhiều đã nhẵn bóng, những cây hồ đào ngoài sân đã lớn và cây hu lâm tự tay thầy trồng giờ đây quấn quýt quanh các khung cửa sổ đến tận mái nhà. Con người tội nghiệp hẳn phải nát lòng biết mấy khi dã từ tất cả những vật ấy, khi nghe tiếng cười người em gái đi đi lại lại, đóng hòm xiềng ở gian phòng bên trên vì ngày mai họ phải ra đi, rời khỏi xứ sở này mãi mãi. Tuy nhiên, thầy vẫn đủ can đảm dạy chúng tôi cho đến hết buổi. Sau tiết viết tập, đến bài lịch sử, rồi những trò nhỏ cất tiếng đọc đồng thanh hát ba bê đi bo bu. Đằng kia, cuối phòng học, cụ Hô Dê đã đeo kính lên và nâng quyển sách vỡ lòng bằng hai tay. Cụ đánh vần từng chữ theo bọn trẻ. Cả cụ cũng chăm chú, giọng cụ run run vì xúc động. Nghe cụ đọc thật kỳ cục, đến nỗi tất cả chúng tôi muốn cười và cũng muốn khóc. Ôi, tôi sẽ nhớ mãi buổi học cuối cùng này. Bỗng đồng hồ nhà thờ điểm 12 giờ.
rồi đến chuông cầu nguyện buổi trưa. Cùng lúc đó, tiếng kèn của bọn lính phổ đi tập về vang lên ngoài cửa sổ. Thầy Amen đứng dậy trên bục, người tái nhợt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thầy lớn lao đến thế. Các bạn, thầy nói, hỡi các bạn. Tôi bưng cái gì đó khiến thầy nghẹn ngào, không nói được hết câu. Thầy bèn quay về phía bảng, cầm một hòn phấn và giằng mạnh hết sức. Thầy cố viết thật to: nước Pháp, muôn năm. Rồi thầy đứng đó, dựa đầu vào tường và chẳng nói, giơ tay ra hiệu cho chúng tôi. Kết thúc rồi, đi đi thôi.